Ngày hôm nay nhà vườn của chúng em á muốn giới thiệu đến mấy anh chị em yêu thích cây kiểng trên cả nước một số cây em cần thanh lý. Thì lời đầu tiên em cũng xin chúc sức khỏe mấy anh chị em yêu thích cây kiểng trên cả nước, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Để không làm mất thời gian của mấy anh chị, em xin phép vô cây số 1. Đầu tiên là cây hoa giấy sắc pháo. Hoành gốc quá. Hoành gốc nó là 52. Cái độ cao của nó là 1,3 m. Tán ngang nó là cũng 1,3 m. Đó, cây đương cho hoa, búp búp hoa rất là đẹp nè mấy anh chị em. Đó, búp búp hoa không nè, cây bung trượt non búp hoa quá chừng luôn. Cây mạnh khỏe hơn chậu. Ở đây em cũng giới thiệu với anh chị á, thì em cũng bán bao ship trên toàn quốc, khắp cả nước. Mấy anh chị em cứ yên tâm mà vừa ý cây nào á, thì số điện thoại của em là 0945 578 579. Đó, thì em đo cái hoành gốc như thế này. Đó, nó có cái hoành cũ nữa nha, nhưng mà kiến quá em không có moi được nè. Đó, cái hoành cũ nó ra tới ngoài đây nè, cái hoành cũ nè đó. Nhưng mà em đo em lấy cái eo trên thôi. Thì cây này hoành thì 52, cao 1,3 m, tán ngang 1,3 m. Dưới cái giá nhà vườn bao ship toàn quốc là một 4,5 triệu, 4,5 triệu em sẽ bao ship toàn quốc, bao trọn phí ship. Mong anh chị em nào yêu thích thì xin liên hệ số điện thoại 0945 578 579. Em sẽ ship cây đến cho mấy anh chị chơi trong cái mùa Tết này. Cây cho hoa rất là đẹp đúng không? Em xin phép vô cây thứ hai. Em xin phép giới thiệu cây số 2 là cây hoa giấy sắc pháo, đương cho hoa rực rỡ. Từ đây tới Tết là mùa nắng thì bông giấy nó sẽ cho ra hoa đẹp lắm mấy anh chị em. Mong mấy anh chị em coi kỹ và ủng hộ nhà vườn nha. Thì cái cây này á là hoành là 61. Đó, cái cốt đặt của nó lên, cây này không có lỗi gì hết. Cái cốt đặt nó lên khoảng 9 tấc là nó xè mấy cái tược, mấy 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 cái nhánh nhỏ nhỏ lên nha. Thì em làm một cái đầu như là cái hình nón lá, chiều ngang khoảng 1,5 m, hơn 1,5 m. Đó, chiều cao thì cũng 1,5 m. Đó, dây thước em đo nè. Đó, thay vì cái củ bự ở dưới đây em không có banh ra mà em đo ngay cái vòng eo nhỏ nhất luôn đó nha. Đó là hoành là 61 nè. Đó, mong mấy anh em, mấy anh chị em yêu thích cây kiểng á, mình coi kỹ rồi ủng hộ nhà vườn em. Xin chân thành cảm ơn. Thì cái cây này á là hoành 61, chiều cao 1,5 m, tán ngang 1,5 m. Em xin bao ship toàn quốc với cái giá bán là 6,5 triệu cái cây này. Rồi em xin phép qua cây số 3. Xin phép lên tiếp cây bông giấy số 3. Cây này thì cái tàn ngang nó cũng là hoài 1,5 m. Khoảng 1,6 m, 1,7 m.
cái chiều cao nó cũng khoảng mét rưỡi mét sáu, và cái hoành của nó là đó em đã, em để cái hước ngay chỗ cái eo nhỏ luôn là 61 đó. Còn cái củ, cây này củ đế đẹp lắm nha, cây này củ đế nó khỏe ra là hồi nãy em đo cái củ đế ở dưới đây đó, cái củ đế dưới đây đó là 120, cái củ đế 120. Ở đây nó có cái lỗi á, là ngay cái chẵn ba nó có cái lỗ, cho nên em có để cái cây này vô rồi. Cái cây này là em ghép cái cây bông giấy đỏ, thì cái này nó hai màu, một cái màu sắc pháo và một cái màu màu đỏ đẹp lắm đó, một cái màu sắc pháo và một cái màu đỏ. Mấy anh chị có thấy cái cây màu đỏ không đó, đó. Thì cây này em nhà vườn em cũng muốn bán là với cái giá cũng 6,5 triệu bao ship toàn quốc đó. Mong mấy anh chị em coi kỹ và ủng hộ. Nhà vườn xin chân thành cảm ơn bao ship toàn quốc. Xin phép giới thiệu cây thứ tư là cây quyệt quế. Cây quyệt quế này là hoành gốc là 45 đó, gốc rễ bài rất là đẹp mấy anh chị. Tàn thì tứ hướng, em cũng có sửa một nước rồi đó, chiều cao nó là 1 mét đó, em sửa một em có chưa tháo kẽm này đó, sửa một nước rồi tứ diện đó, đó sửa tàn tứ diện rồi. Đó, cây thì em đo nè, ở trên cái hoành eo cao nhất nha, cách gửi lên khoảng 1 tấc luôn á. Đó, cây này em xin phép giới thiệu là hoành gốc nó là một hoành gốc nó là 45, chiều cao nó là 1 mét, dưới giá là 4,2 triệu. Em xin bao ship toàn quốc. Đó, gốc rễ cực kỳ đẹp ha, quấu xuống hết ha, cây mạnh khỏe, tàn thứ diện. Mong mấy anh em coi kỹ và ủng hộ cho nhà vườn của chúng em, xin chân thành cảm ơn. Theo sau đây em xin giới thiệu cây số 5, cũng là cây quyệt quế. Cái này hoành thân nó là 52, đó đế rất là đẹp, cây mạnh khỏe, tàn tứ chi. Em có sửa qua một nước rồi, cái cây này nó ném như là cái gọng chữ C vậy đó, đó nó có cái nhánh đổ xuống nè, đó đầu đồ em cũng bẻ hết rồi mà em cũng chưa có dằn xuống kịp cái tay á, cho nên mấy anh chị em nào mà mua về á thì mình dằn lại là chơi thôi đó. Thì đó, cái hoành hoành dây á, hoành thân á, em để thuốc ở trên vậy đó. Đó, xin giới thiệu anh chị em coi kỹ và ủng hộ em. Cái cây này là hoành 52, với cái giá là 5,2 triệu luôn, bao ship toàn quốc. Đó, đây là đỉnh nè, em bẻ hết rồi nè. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này dằn xuống là chơi thôi. Thì mấy anh nào yêu thích cây kiển, coi kỹ ủng hộ nhà vườn chúng em, xin chân thành cảm ơn. Cây số 5 này em xin báo cái giá là 5,2 triệu, bao ship toàn quốc. Mong mấy anh em coi kỹ và ủng hộ nhà vườn chúng em, xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của em là 0945 578 579. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0945 578 579. Xin mấy anh coi kỹ và ủng hộ nhà vườn chúng em, xin chân thành cảm ơn. Sau đây em xin giới thiệu cây số 6, cũng là cây quyệt quế. Cái cây quyệt quế này là cái cây quyệt quế tầng đa. Chiều cao nó là 1m4, 1m5.
tàn ngang nó cũng là 1m3. Ở cái cây này á, là em để cái cây tàn đa tứ diện, em không có bẻ, em để tàn tự nhiên á. Đó, tàn đa tứ diện. Còn gốc rễ thì khỏi chê luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, rễ bóng 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 xuống như móng rồng luôn. À, cái cây này á, là hoành 61, tàn đa, tròn tứ diện. Em xin giới thiệu đến đó, dây này á, em đo, em đo hoành như vậy nè. À, đó mấy anh chị xem thử nha, rễ thấy mê không, giống móng rồng không, đều hết luôn. Đó, tàn đó, cao khoảng 1m4 1m5. Đó, tai chi nè, anh chị nào muốn bẻ thì về bẻ nha. Đó chứ em để tàn tự nhiên thôi. Thì cái cây này á, em xin giới thiệu là hoành 61, tàn đa, rễ tàn tròn tứ diện, rễ đẹp. Em xin giới thiệu cây này là cây số 6, là em bán với giá là 7,5 triệu bao ship toàn quốc. À, mong mấy anh em cô chú coi kỹ và ủng hộ em. Nhà vườn xin chân thành cảm ơn. Đây là cái cây nguyệt quế số 8. Cái cây này nó có chiều cao khoảng 1m3, tán rộng cũng 1m2 1m3. Cây này em để tàn đa. À, bì hoành nó là 54, ở dây em đo tuốt ở trên luôn. Đó mấy anh chị xem. À, đó dây, dây em đo tuốt ở trên nha. Đó, cây này á, là hoành 54, với giá là 6 triệu, tàn đa, đều, đẹp. Ở đây em bán bao ship toàn quốc, không có ship chậu ngang. Mấy anh chị em, chậu nặng lắm. Đó, em ship bao ship toàn quốc với cái giá là 6 triệu. À, mong mấy anh chị em coi kỹ và ủng hộ dây em đo thuốc trên nè. Đó, cây nó gân guốc y như là cây seri luôn. Đó, cây này tàn đa rất là đẹp luôn, nó đàn tứ diện luôn. Đó, mấy anh chị em coi nó tứ diện luôn. À, mong mấy anh em chị em coi kỹ và ủng hộ nhà vườn chúng em. Số điện thoại là 0945 578 579, hoành gốc là 54, với giá là 6 triệu bao ship toàn quốc. Cảm ơn mấy anh chị em coi kỹ và ủng hộ giùm nhà vườn, xin chân thành cảm ơn. À, sau đây em xin giới thiệu cây nguyệt quế số 9. Cây này là có hoành thân là 65, tai chi tứ diện, cái chiều cao nó là 1m3. Đó, đây em bán bao ship toàn quốc nhưng mà không có ship chậu ngang. Mấy anh chị em mà mong mấy anh chị em coi kỹ và ủng hộ. Cây này đế nôm rất là nhiều, đều tứ diện luôn. Đó, đẹp luôn, củ nở luôn. Đó, dây á em để ôm sát luôn á. Đó, cây hân sari đây nè. Cái nước thứ nhất em bẻ rồi, tới cái nước thứ hai đó em bẻ chia tay đầy đủ á, tứ diện đàng hoàng. Đó, dốc ngọn rất là nhỏ luôn. Đó, về mấy anh em coi kỹ mà dằn lại một cái là rất là đẹp luôn. Cho nên mấy anh em mấy anh chị em yêu thích cây kiển thì coi kỹ và ủng hộ nhà vườn chúng em, xin chân thành cảm ơn. Em xin giới thiệu cây này là hoành 65, dưới cái giá là chiều cao là 1m3, dưới cái giá là 7 triệu bao ship toàn quốc. Mong mấy anh em coi kỹ và ủng hộ. Cây là mạnh khỏe, cho hoa quá chừng luôn nè. Đó, nguyệt quế lá sắn bông trùm. Mong mấy anh em coi kỹ và ủng hộ, xin chân thành cảm ơn.
Sau đây em xin giới thiệu cây số ngừ, là cây linh sam hạt gạo. Cái cây này là nó chuyên cho hoa mình lắm. Cây rất là đẹp, dáng trực lắc. Em sửa tai chi tứ diện đầy đủ. Thì cái cây này là có cái hoành là 21, dáng thú nha. Đó, rễ rất là đẹp nha. Đó, mấy anh chị coi ủng hộ. Cái tàn ngang nó là 8 tấc. Đó, hoa rất là đẹp luôn. Đó, dáng rất là đẹp luôn. Trực lắc. Dáng trực lắc nha. Dây em để tuốt ở trên luôn á. Ở cánh mặt đất lên khoảng gần một tấc luôn. Đó, dáng khú. Này em lên cái dĩa mỏng là đẹp lắm. Tại vì em để cái chậu em nuôi á. Thì cái cây này em xin giới thiệu. Hoành 21, chiều cao nó khoảng 7 tấc. Chiều ngang tàn nó khoảng 7 tấc. Không tấc, 6 tấc. Bông rất là đẹp. Dưới cái giá là 2,5 triệu. Mong mấy anh em cô chú coi kỹ và ủng hộ nhà vườn chúng em. Xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại là 0945 578 579. Tiếp theo sau đây em xin giới thiệu cái cây linh sam siêu bông. Hoành gốc nó là 26, đế nó là cuồn cuộn luôn. Đó, tứ diện giáp vòng. Dây em đo cách cái cây nhỏ mà em đo dây cách rễ lên khoảng 5 phân. Đó, đế cuồn cuộn luôn. Cây rất là đẹp luôn. Tết này nó cho hoa nhiều lắm á nha. Cây sung túc. Đó. Cái cây này có chiều cao là 6 tấc, chiều ngang nó khoảng 5 tấc. Hoành nó là 26. Dưới giá là 1,8 triệu. Cây linh sam số 11. Mong mấy anh em cô chú coi kỹ và ủng hộ cho nhà vườn. Xin chân thành cảm ơn.